Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình... Ủa? Các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ thử thách tiêu diệt quỷ đầu loa Sun này hết nha các bạn. Hiện tại là bây giờ bọn quỷ đầu loa này nó đang tấn công nhà mình ấy. Thì bây giờ mình sẽ tiêu diệt bọn quỷ đầu loa cho bạn xem. Mở cánh cổng ra sẽ... Ui, nhiều lắm các bạn ơi. Quỷ đầu loa nhiều lắm này các bạn này. Ui, mình sẽ đi lên cầu thang. Ui, ba trưởng các bạn ơi. Hình như có cả quỷ đầu đéo thông các bạn ạ. Wow, bọn Sun này hết ngày hôm nay nó rủ cả một tập đoàn luôn các bạn ơi. Cả một gọi là đại đội luôn. Được rồi, thế thì bây giờ mình sẽ tiêu diệt quỷ đầu loa này bằng vũ khí hiện đại của mình. Bây giờ trong tay của mình đang dùng vũ khí hiện đại các bạn ạ. Mình sẽ bắn ra cái viên đạn màu xanh nha các bạn nhé. Đấy bạn thấy không? Nó sẽ nạp đạn màu xanh các bạn ạ. Wow, như kiểu là bọn quỷ đầu loa này nó không sợ tiếng súng của mình ấy. Thôi mình sẽ đi xuống giữa. Ơi, nó thỏ tay vào trong nhà mình luôn này bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ xông ra mình tấn công con quỷ đầu loa luôn, mình chả sợ gì cả. Nói chung là mình chả sợ quỷ đầu loa đâu. Úi giời, bây giờ đánh rồi bạn ơi. Mình bị quỷ đầu loa đánh. Chạy tiêu diệt luôn bạn ơi, mình chả sợ gì hết. Bây giờ mình sẽ tấn công con quỷ đầu loa khác nha các bạn. Wow, các bạn ơi, nhìn tên lửa của mình này, mình có thể điều khiển được quả tên lửa này và bắn trúng mục tiêu. Bây giờ mình sẽ tấn công con quỷ ở đây. Đây rồi, boom. Các bạn thấy cái làn khói chưa? Cái làn khói đấy đã làm cho quỷ đầu loa mình tiễn quỷ đầu loa về địa ngục rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ, ui rồi ơi, mấy con quỷ này, bây giờ mình sẽ đi mình trêu con quỷ nha các bạn nhé. Từ nào xem nào. Bây giờ mình sẽ lấy cung tên này bắn nó. À, đây rồi. Ui ui. Các bạn thấy sức mạnh của quỷ đầu loa chưa? Nó sử dụng cái đây này các bạn nhìn này. Đây là những cái cột đèn giao thông đấy. Nó bắn chưởng luôn các bạn ạ. Wow, nó bắn chưởng luôn nha các bạn nhá. Màu vàng thì nó sẽ bắn ra chưởng vàng luôn các bạn ơi. Màu xanh nó bắn chưởng màu xanh luôn. Màu đỏ thì nó sẽ luyện ra chưởng màu đỏ. Chưởng lực của nó đấy, thì cái kinh ông vừa nói chưởng lực màu đỏ phát nó bắn cho mình luôn các bạn ạ. Được rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng vũ khí để diệt mình tiêu diệt các con quái vật này. Bởi vì là mỗi một loại vũ khí hiển diện của mình nó chỉ có một số đạn nhất định thôi. Khi mà mình bắn hết xong hay là mình hết rồi mình không thể tiêu diệt nó nữa, cho nên mình chỉ sử dụng vũ khí khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiêu diệt con quái vật này bằng tia sét thần sấm nha. Ăn trưởng đi cưng. Các bạn thấy không, nó đang bị cháy đấy bạn ơi. Cơ thể con quái vật này đang bị cháy này, bạn thấy không, kinh không? Tia sét giật điện ra mặt nó. Cho nó biết thế nào là thần thông quảng đại luôn. Đây là mình sẽ chiếu một cái loại tia laser màu tím vào người nó quỷ đầu loa nha bạn. Wow, nó luyện trưởng kinh không? Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ không đùa với nó nữa mà mình sẽ tiêu diệt con quái vật này bằng lửa thần của mình nha bạn ơi. Wow, nó đá mình kìa các bạn ơi. Wow, quỷ đầu loa thông này, nhà ngươi được đấy. Bây giờ ta sẽ tiêu diệt nhà ngươi. Ăn trưởng đi cưng. Ấy giời ơi. Nói chung là cơ thể của mình đang có lâm sát rồi, cho nên là mấy con quỷ đầu đéo thông này nó không thể bắn chưởng được vào người mình đâu. Nhưng mà mình rất là sợ cái con quỷ đầu loa luôn bạn nhá. Cái con quỷ mà nó có hai cái loa ấy, nó ăn thịt mình rất là kinh luôn các bạn ạ. Bởi vì là đầu đéo thông thì là quỷ đầu đéo thông ấy thì nó bắn, các bạn biết là bắn gì không, nó bắn ra chưởng. Nhưng mà mình có lớp giáp rồi cho nên mình không sợ. Nhưng mà đối với cả những con quỷ đầu loa hai loa như này ấy, thì mình rất sợ luôn. Nó bế mình lên nó ăn thịt mình, cho nên là kể cả mình có lớp giáp thì mình cũng vào bụng nó thôi. Cho nên là đối với cả những con quỷ đầu loa này thì chúng ta phải tấn công nó bằng vũ khí hủy diệt thôi bạn ơi. Trên tay mình đang sở hữu vũ khí hủy diệt và bây giờ mình sẽ tấn công nó bằng vũ khí anh nha. Để mình xem nào. Trong hệ thống vũ khí của mình có một loại vũ khí rất là hay luôn nha các bạn nhé. Ơ, mình đang bị... ở đâu này? Ơ, tôi chạy ở trong nhà đấy các bạn ạ. Ui ôi ôi. Hóa ra là hai con quái vật yểm trợ cho nhau. Cái con quái vật đầu đèn giao thông nó bắn chưởng lực, nó làm cho mình bị đẩy về phía con quái vật đầu loa. Rất là ghê luôn. Đấy bạn thấy không, nó đẩy mình về phía con quái vật đầu loa và sau đó con quái vật đầu loa nó đã đớp luôn của mình rồi. Chạy. Ok, như vậy là mình đã chui vào trong cái căn nhà này rồi. Đấy, bạn thấy không? Đây quỷ đầu loa này bạn thấy sợ không? Wow, tưởng tượng ngoài đời thật mà các bạn, nó đuổi như này bạn thấy ghê không các bạn? Thấy tiếp đòn không? Bây giờ thì mình sẽ lấy súng ra. Ở đây mình có một khẩu súng lục rất là hay luôn. Mình sẽ tìm cái khẩu súng đó nha các bạn nhé. Đây này, à không phải. Có phải súng này không ta? Không phải luôn. Có một loại khẩu súng lục của mình rất là hay ho luôn. Mình sẽ tìm trong bảng triệu hồi này của mình. Ok, đây rồi bạn ơi. Wow, không phải súng này. Đây là
Wow 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 wow. Không, có vật ống loa nó bắn trưởng bên ngoài các bạn ơi. Không biết là súng nào có thể tiêu diệt nó đây. Đây rồi. Ok, các bạn nhìn nhá. Bây giờ bắn ra một quả súng. Các bạn sẽ xem ở trên trời nó có hiện tượng gì xảy ra nhá. Wow! Wow! Các bạn ơi, một quả bom giáng trần từ trên trời rơi xuống các bạn ơi. Nó như kiểu cầu vồng sau mưa ấy các bạn ạ. Bảy sắc cầu vồng. Wow! Tiêu diệt quái vật đầu loa rồi các bạn ơi. Mình đã làm cho quái vật đầu loa ấy có sai lần hết bị tiêu diệt rồi nha các bạn. Đây mình sẽ tấn công con này nha. Rồi, đợi một tí thôi. Năng lượng từ trên trời nó sẽ dội vào đầu của con quỷ đầu loa và nó sẽ làm cho con quái vật đầu con quỷ đầu loa Sanhet này biến mất khỏi thế giới này luôn. Wow, mạnh vãi trưởng các bạn ơi. Ok các bạn. Wow, à kinh đấy, kinh đấy. Rồi mình đang bắn trưởng các bạn ơi, chỉ bị này luôn sức mạnh từ trên trời ra xuống. Nó chưa thể càn quét được bọn quái vật đầu loa này các bạn ơi. Đây mình sẽ bắn ra đây nha. Rồi chuẩn sẵn sàng đi. Con quái vật đầu loa kia, nhà ngươi chỉ bị kéo. Wow, các bạn thấy kinh không? Ok chưa? Ok. Tiếp theo sẽ đến con nào đây? Tiêu. Rồi, chuẩn bị nha các bạn ơi. Chuẩn bị nha các bạn ơi. Boom. Có bạn nào thích cái vũ khí này của mình không? Nó rất là mạnh luôn các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ tấn công con quỷ đầu loa này bằng thần công quỷ diệt của mình nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lấy ra vũ khí thần công của mình, đó chính là khẩu canon thần công. Mình sẽ bắn vào người con quỷ đầu loa, mình nghĩ là cái bộ loa của nó sẽ là điểm yếu. Bây giờ mình sẽ tấn công trên đầu của nó. Piu. Ui, chưa đó. Piu. Wow, mình bắn vào người thôi bạn ơi. Bắn trên đầu nó chưa các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tỉa con quái vật đầu loa này bằng vũ khí thần công của mình. Wow, yeah. Nói chung là có rất nhiều cách để chúng ta có thể tiêu diệt được quỷ đầu loa nha các bạn. Ủa, bạn ơi, vẫn còn quỷ đầu loa này. Có một con quỷ đầu loa này đang đứng sát nhà của mình luôn. Bây giờ mình sẽ đuổi nó nha, mình sẽ lôi này ra. Nó đuổi mình không? Nó đuổi mình các bạn ơi. Nhưng mà các bạn thấy không, có một điều rất là hay ho luôn là con quỷ đầu loa này tuy rằng nó rất là mạnh đấy, nhưng mà nó không biết nhảy lên cái bậc này luôn các bạn ạ. Nó không thể nhảy lên trên này luôn, cho nên là mình sẽ có cơ hội để mình tiêu diệt nó. Bây giờ mình còn 4 quả canon, mình sẽ tấn công con quỷ đầu loa này. Úi. Chưa thôi, nó né đòn các bạn ơi. Ồ, hết đạn luôn rồi bạn ơi. Ok bạn, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí khác thôi nào. Minigun đánh mẹ con thua rồi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng vũ khí khác của mình. Đây chính là tên lửa Javelin. Javelin 148 Javelin. Đây là tên lửa rất là mạnh luôn các bạn nhá. Mình có thể khóa mục tiêu. Đấy, ok, chuẩn bị bắn này. Khai hỏa. Mình đã khai hỏa một quả tên lửa rồi. Boom. Như vậy là trúng mục tiêu rồi các bạn ơi. Nhưng mà con quả tên lửa này vẫn chưa thể tiêu diệt được con quái vật này. Bây giờ mình sẽ bắn thêm một quả nữa nha. Piu. Rồi, một quả tiếp theo. Boom. Wow. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lượng máu của con quái vật này xem nó còn bao nhiêu máu nha các bạn. Kiểm tra xem nó còn bao nhiêu máu. Wow, nó cúi, nó nhiều máu lắm các bạn ơi. Nó có 100.000 máu, con 41.000 mấy trăm máu cơ. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ sử dụng vũ khí khác thôi. Vũ khí này có vẻ không ăn thua rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí hỏa lực mạnh hơn nha. Nghe chưa? Ấy, nghe chưa? Sao? Đây là những quả bom của mình các bạn ơi. Mình bắn ra những quả mìn đi các bạn ạ. Nó giống như kiểu quả mìn ý, khi mà chúng mục tiêu phát nổ. Wow. Bây giờ thì mình sẽ thử sử dụng vũ khí hủy diệt này của mình nha. Chuẩn bị này. Mình sẽ kết thúc con quái vật đầu loa này bằng một quả vũ khí hủy diệt. Boom. Wow các bạn ơi. Sau gọi là màn khói lửa rất là bùng cháy luôn, thì cuối cùng là con quỷ đầu loa cuối cùng này cũng đã bị tiêu diệt rồi các bạn ạ. Mình nghĩ là hết quỷ đầu loa rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đi truy tìm dấu vết của quỷ đầu loa xem nó còn ở đây hay không nhá. Mình sẽ soi camera xem nào. Xem nào có tìm được quỷ đầu loa hay không. Các bạn ơi, cái camera này của mình nó có hệ thống gọi là báo định vị được quỷ đầu loa đấy các bạn ạ. Và nó có thể phát hiện được quỷ đầu loa đấy các bạn ơi. Nhìn vào mắt thường thì nhiều khi là ở đằng xa quá không nhìn thấy, nhưng mà camera này chúng ta có thể soi được ở đằng xa luôn xem có quỷ đầu loa hay không. Để xem là có quỷ đầu loa hay không đây. Wow, các bạn ơi. Các bạn ơi, vừa nãy mình sử dụng quả camera này thì mình phát hiện ra quỷ đầu dìu các bạn này. Wow. Các bạn ơi, có vật đầu dìu này các bạn ơi. Nghe chưa? Đây là một chủng loại Sanhet SCP-689 rất là mạnh luôn nha các bạn nhé. Nó bắn ra những con quái, những con cá mập búa các bạn ạ. Đấy. Mình không hiểu tại sao nhưng mà nó bắn ra trưởng cá mập búa mà lại gọi nó là cá mập đầu dìu ta. Bởi vì dìu bị búa thực ra thì nó cũng là lá giống nhau đấy, nhưng mà dìu thì nó kiểu như nó có độ sát thương kinh hơn các bạn ạ. Búa thì nó
cũng mạnh đấy, nhưng mà dìu ấy nó vừa nặng, nó vừa mạnh, và nó còn có cái độ còn là làm cho ấy chúng ta bị đứt tay luôn các bạn ạ. Nguy hiểm phết đấy, chứ có đùa. Đây là kiểu dìu nhá bạn nhá. Ok, con kiểu dìu này có vẻ như nó không thân thiện cho lắm rồi. Bây giờ nó là muốn ăn thịt mình, thế thì chúng ta phải tiêu diệt nó thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí tấn công con kiểu dìu đấy các bạn ơi. Đây rồi, nếu như mà chơi với kiểu dìu, chúng ta sẽ sử dụng thanh kiếm thần công của mình. Chém nhá bạn nhá, mình sẽ tấn công kiểu dìu luôn. Chém, 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 chém. Wow, wow. Các bạn ơi, các bạn thấy không? Mình đang đánh nhau kiểu dìu. Wow, các bạn ơi. Như vậy là mình đã tiêu diệt một con kiểu dìu rồi. Cuối cùng nó cũng có gọi là chiến công rồi các bạn. Mặc dù là mình vừa tèo xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng một thanh đao khác các bạn nhá. Vừa đấy là thanh kiếm, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thanh đao màu xanh, xanh ngọc để chúng ta chém kiểu dìu nha. Thanh đao này thì có thể có chế độ bắn ra vòng kim cô nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tấn công kiểu dìu, mình sẽ đấu trưởng với kiểu dìu luôn. Kiểu dìu đang bắn trưởng về phía mình bằng cá mập búa. Thì là bây giờ mình sẽ sử dụng thanh kim cô này để chiến đấu với nó. Như vậy là mình đã tiêu diệt thành công hai con kiểu dìu rồi các bạn ơi. Kìa các bạn thấy thanh kiếm mình đại não thiên cung tởm không? Nói chung là kiếm mình rất là mạnh luôn đấy. Bây giờ mình sẽ đi tìm kiếm xem là còn quái vật ở đây hay không. Nếu mà còn phát là mình triển khai luôn bạn nhé. Tấn công triển khai gọi là thực hành động luôn. Cho mấy con quỷ đồng loa này biết thế nào là thần thông quảng đại luôn nha bạn nhé. Ok các bạn. Nói chung là mình rất thích phá kính của nhà mình luôn. Ok. Như vậy là cái khu vực này của mình ấy, là bây giờ là an toàn rồi. Mấy con quái vật đã bị đẩy lùi rồi các bạn nhé. Ok, cảm ơn tất cả bạn xem hết video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để giúp mình đạt 100.000 đăng ký kênh nha bạn nhá. Ok. Các bạn nhớ đấn nút đăng ký kênh này và ấn vào quả chuông để nhận video thông báo mới nhất của mình. Bye bye tất cả các bạn. Bye bye. Yêu tất cả các bạn nha. Bye bye.